Đấy, thác đẹp không bà con ơi? Ồ, đá này, có hai bên vách đá dựng đứng này bà con. Đó, đẹp chưa? Đá rất là cao. Đó, vô đây mắc lạnh rồi, em đổ mồ hôi ra mà tự nhiên hơi nước phả xuống mà mát ghê gớm. Cảnh đẹp bà con ơi. Đó. Đấy bà con, đẹp rồi bà con. Hiện tại là em đang ở thác suối nha bà con. Quá đẹp luôn ha. Em nghỉ ngơi cỡ 5 phút rồi em sẽ bao vào chỗ thác đấy thử nước độ sâu như thế nào nha. Tránh cái dòng thác cái mát cỡ nào nha bà con. Đồng hành với em là có cậu Bảy Ti với cháu Trọng nha. Cũng đang ngầu ngâm thác ấy. Thác rất đẹp. Đây là những cánh hoa rừng nha, hoa rừng thụng dưới nước sâu tách vô đá này bà con. Đó. Lát đá hoa rừng đó bà con. Hoa rừng đó nha. Trong cảnh đẹp không bà con ha, đẹp mơ ly không? Khác rất đẹp. Như một vải lụa trắng tinh ở trên xã xuống hả? Rất ngang qua giữa núi rừng. Giờ tạm rời xa ngọn thác, bây giờ em đi dạo quay sơ qua cái cảnh suối ở đây nha bà con, cho con bà con mình xem ha. Trời, đá lỗ ngỗ lạng ngãng nha bà con, đá không suối rất đá rất là hùng vĩ nha bà con, rất là đẹp đó. Hiện tại giờ em đi men dọc theo suối đường quay cho bà con mình xem ha. Bà con mình thấy thế nào ấy? Quá đẹp luôn không? Đây những ngọn thác nhỏ rất ngang trong những cây đá nha. Nói xa kia là cái ngọn thác lớn không bà con. Đó. Đây thỉnh thoảng là bắt gặp những cây cổ thụ nha, rất là to. Cái đây mình làm du lịch tour rồi đi mạo hiểm hoặc là đi sinh thái là vô đây y bàn nha bà con ha. Quá đẹp luôn bà con ơi, rất là mát nha. Ui, quá đã bà con ơi. Đây bà con ơi. Bà con mình thấy clip của em cảnh đẹp hay hấp dẫn thì nhớ tặng cho em một like, bấm đăng ký kênh ủng hộ kênh Nam Định nha quý bà con. Cậu Bảy cậu đang tát nước trên đá để lại xem thử cậu tát nước đá được mục đích làm gì nha quý bà con. Thôi đồ không cậu Bảy? Giờ quay lại coi body thử coi. Quay lại con mình lên coi body sớm muối không? Ồ, eo đây eo con kiếm nghe bọn đã chưa? Nhưng mà hiện tại cậu Bảy em bây giờ đang tìm tàu 2 ngang quý chị em ha. Chào đồ thứ, Nam mà định đồ thứ sao chứ? Lâu nó đi với Nam Bình Định một chuyến vào rừng xem làng M3 vào nước. Hiện tại là đi đứng mấy em là đi đứng tại thác đổ cuối cùng của chú Liêm đổ đa chú Liêm một. Đây hiện tại là cậu Bảy ngang tên là cậu Tây ngang với bà con ha. Cậu cũng có ở Vĩnh Hòa quen chứ là chúc Trọng. Cảnh đẹp quá. Rồi bây giờ em là tắm
nghỉ ngơi tắm mát cái rồi bắt đầu với chương trình cơm trưa nghe quý bà con. Bây giờ bắt đầu chúng em bắt đầu nhóm lửa thổi cơm, rồi sau đó là sẽ tắm mát dưới dòng thác đây nha quý bà con. Bây giờ cậu bé đang móc củi á. Bộ bọc lửa nha bà con, thịt da thò, chuột, mấy con. Con lửa nó có mà không hấp. Mình nước, nước đó kìa. Bánh bánh, bánh ngọt. Lấy nước đó kìa. Mưa ấp nữa nha bà con. Rồi. Chiêu. Chén là mấy anh chén ba cái chén nha bà con. Dầu ăn. Năm bầu ăn nha. Bánh chưng. Bầu ngọt. Năm bầu ăn. Ba lô gạo nha bà con, gạo còn nữa nha, mì tôm bọn rồi nha, đồ đạc nó tắm bikini còn nữa nha, thịt đồ áo bên trong nước giao nha bà con. Được, 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 cái cây ấy đúng. Đây là một trong những thực phẩm thiết yếu hả? Quan trọng, thịt chân bà con. Cơ bản. Rồi. Chiếc ba lô của chúng em trông gần giống như cái túi thần kỳ của Doraemon hả quý bà con? Giờ hiện tại giờ cậu bé đang chịu củi đỡ nhóm lửa nha. Giờ trồng đang móc võng đó nha bà con, móc võng chút nữa ăn no lên đó nằm nghỉ, tắm mát lên đó nằm nghỉ. Tiếng thác đổ rất là lớn nha, nên ác tiếng nên nói chuyện, nên quý bà con mình thông cảm như quý bà con. Cái
Rồi, bắt lên. To nó không to này còn đất nhỏ còn đất giờ chú cận giờ đang thò lửa để bắt một con nha bà con. Ủa, tình cờ em gặp hai cháu nhỏ đang cũng đi câu cá này. Ở sáng thì có được gì đâu hai cô. Có không? Có cá không? Chú coi coi. Để cho chú coi coi. Cá ở đây nhậu luôn. Cá ở đây nhậu luôn hay? Đi câu. Tao đem qua rồi coi. À, mồi trứng chiến không? Đó, mồi cái cháu mồi đi mồi trứng chiến. Đồ, nó nhiều vậy đó. À, đây cá đây. Cá này cá gì cá nhau phải không? Dạ. À, đó, cá được đúng rồi. Chưa lại ở lại ăn cơm rồi với chú rồi. Tao nấu ba lon gạo cách dạng hết á. À. Nha. Ở lại câu ơi. Đứng cho châu đang lấy vậy. Châu đang đổ nước ra hồng nè. Rồi hai cháu dưới đây là bắt suối lộ vô ngang đi vô tới trong ngoài công với bà con. Đó. Rồi cháu kia leo lên đá thả ngầu lên đá câu xuống mà con ơi. À. Ngầu lên đá là giống Khương Tử Nha con cá đợi thầu quá mà con ơi. Coi câu hả giống Khương Tử Nha con cá đợi thầu mà con. À. À. Nhìn cậu Bảy Tý thấy các cháu câu cá ham vui nên cũng mừng lần câu các cháu câu thử năng với bà con. À, trong khi đó thì cháu Tặng đang vót cây được kẹt cá nướng, còn em thì chuẩn bị mài dao để cắt cắt xào để em cắt lên với bà con.
nước rồi vào dùng con nữa hả? Có đâu mà nước mấy con hả? Nước con hả? Một chim hả? Nước hai con hay? Một chim, nước hai con này hả? Kẹp nó, chế làm đâu ra? Chế làm đâu ra? Chế làm đâu kẹp nước? Còn gì con sâu là mà không có được biết anh? Con sâu là có được biết mà không? Con chị ơi. Ừ. Mình góc cái biết ra. Góc lưỡi ra cậu bé, góc biết cậu bé. Góc lưỡi, góc biết. Dạ. Cái ấy cá mà chúng ta muốn được chụp đó. Ừ, có bồng hồn hả không đấy? Giờ... cái gì? Bồng hồn hả? Giờ chú Trọng đang kẹp cá là nước nha bà con. Không có gì, nó chẳng giấu đâu. Đi lên rồi. Bẻ cái đồ gì nước đó. Cơm bây giờ sâu rồi nha bà con. Bây giờ dốc dốc rồi biết nữa ái nè. Cơm sâu rồi. À, cơm sâu chụp phục rồi bà con ơi. À, trong cầu của em đảm đang không quý chị em. Tuy gian nan nhưng hàng lúc nào cũng cơ ngang quý bà.